Thích gì vậy? Đây là chương trình Phật Pháp Buddha trên mạng Internet qua Podcast, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông, Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. Houston, 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. New York, 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Cali, 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Paris, 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều. Sydney, 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Metabanya, thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay chủ nhật ngày 7 tháng 11 năm 2021, Phật lịch 2565, môn học thắng pháp Avitamma. Chương 4, toát yếu, sắc pháp, Rupa Sangaha tiếp theo. Chương 4, bài 35, xếp loại bọn sắc, Rupa Kala, Ajo Chana. Thượng tọa đại sư biên soạn và giảng giải, mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin thành kính đảnh lễ và cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Năm mươi chín tháng nhé. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy. Vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc gì? Hạnh trực đáng nhận nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu biết, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc ru trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sở thú chúng con thành kính đảnh lễ và tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Giờ đây chúng con kính cung thành thượng tọa giác đẳng bị dẫn nhập pháp thoại hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính đảnh lễ chư tăng tu sĩ, đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, khi mà chúng ta học thắng pháp đó, có một điều mà người học đôi khi rất là khó để có thể tưởng tượng được, đó là cái tính cách hỗn hợp của tất cả những đơn vị tâm pháp và sắc pháp. Thí dụ như là chúng ta nghe ở trong tâm pháp hay danh pháp là bốn cái danh quẩn, là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, luôn luôn là đi chung với nhau, đồng sanh đồng diệt đồng có mặt ở trong mỗi một cái tâm, thì chúng ta nghe cũng rất là lạ. Và ở trong sắc pháp thì cũng tương tự như vậy. Ví dụ như chúng ta nghe về tám sắc bất ly, tức là tám cái sắc pháp mà luôn luôn có mặt với nhau,
Và có lẽ là quý Phật tử thỉnh thoảng cũng nghe thì tòa thầy sư nhắc về một cái thí dụ mà sư trưởng hay là ngài tịnh sự cũng thường nhắc đó. Đó là chúng ta lấy một cái chiếc đũa, mình nhúng vào một cái tô canh chua, rồi mình rảy đi, chỉ còn có một chút cái vị canh chua sót lại ở trên cái đầu đũa đó. Nhưng mà cái vị đó nó cũng là một hỗn hợp của rất là nhiều thứ, vị chua, vị ngọt, và thứ này, thứ kia, vân vân. Và sự hỗn hợp này chúng ta gọi, theo danh từ Phật học chuyên môn gọi là Sankhara, hay là pháp hành, hay là pháp hữu vi, hay là pháp tập hợp, tức là kết cấu của nhiều thứ. Và hôm nay khi mà chúng ta đi vào cái đề tài của sắc pháp đó, thì một lần nữa chúng ta sẽ thấy rằng không có một cái sắc đơn lẻ, không có một đơn vị vật chất đơn lẻ, chỉ có một mà thôi. Mà trái lại, sắc là một sự hỗn hợp của nhiều cái thành tố, nhiều thành tố. Và điều này đặc biệt là quan trọng khi mà chúng ta học về pháp hữu vi, đặc biệt khi mà chúng ta học về thắng pháp và danh pháp cũng vậy, sắc pháp cũng vậy. Chúng ta nên cố gắng hiểu điều này. Và hôm nay thì thưa quý vị, giờ học có một chút thay đổi, bởi vì như thường lệ chúng ta có cái sự đổi giờ ở tại Bắc Mỹ và Âu Châu vào mùa hè cũng như mùa đông. Bây giờ thì ở tại Bắc Mỹ chúng ta phải sinh hoạt sớm nửa tiếng, là 7:30 thay vì 8:00, và ở tại Việt Nam thì sinh hoạt trễ nửa giờ, tức là 8:30 thay vì 8:00. Có một chút xáo trộn mỗi lần chúng ta đổi giờ trong một vài ngày, nhưng mà không có sao, chúng ta cứ làm quen, bởi vì điều này đã xảy ra 20 mấy năm rồi, chưa tăng và quý Phật tử đều như vậy. Bây giờ mời quý Phật tử khoan ký đọc cho bài học hôm nay, đọc từng Phật, và sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh thương tòa tự siêu để cũng giảng từng Phật, và hy vọng rằng chúng ta có đủ thời giờ để giảng hết bài học ngày hôm nay. Đây, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, sư tôi lần thay chúng con thành kính lần đề và tri ân thượng hòa giúp đỡ. Bài học hôm nay chương 4, toát yếu sắc pháp, Rupa Bá Sangaha, phần 4, bài 35, xếp loại vọng sắc, Rupa Bá Kala Bayo Chana. Phật học nói về vạn hữu đặc biệt, đề cập pháp hành hay pháp hữu vi, Sankhara. Thắng pháp đi xa hơn khi mô tả tất cả hiện tượng tâm pháp và sắc pháp đều mang đặc tính hỗn hợp, dù trong một sát na cực vi. Một số lớn người học thường hiểu các pháp như những cách thể nhất là khi đọc qua bản nêu chi pháp hay biểu đồ chi pháp. Trên thực tế, thì dù là tâm pháp hay pháp thì đều mang nhiều thuộc tính, mà ở đây trong phần sắc pháp gọi là bọn sắc, Rupa Kalapa. Để nhận rõ mọi trường hợp của các bọn sắc thì mới có thể nhận ra vai trò và sự tồn tại của vật chất theo thắng pháp. Cũng như tâm pháp, một tâm sanh chi thức ba đá là gồm có tâm và nhóm tâm sở đồng sanh, đồng diệt, đồng biết cảnh, đồng nhân vật. Cũng như vậy, sắc pháp hiện khởi có từng tổng hợp, từng bọn, kalapa, gồm nhiều thứ sắc đồng sanh, ekupada, đồng diệt, ekanirodha, đồng nương, ekanisaya, tức là nước sắc tứ đại. Các thứ sắc sanh chung nhau với ba điểm đồng, gọi là bọn sắc, rupa kalapa. Sắc pháp gồm có 23 bọn, là 9 bọn sắc nghiệp, 8 bọn sắc tâm, 4 bọn sắc quý tiếp và 2 bọn sắc thực thực. Giờ đây chúng con thành kính đảnh lễ và cung thỉnh thượng tọa tề sư từ bi thuyết giảng nội dung vừa đọc. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ vâng, đạo tràng của chúng con mình chưa được nghe thấy thanh của thượng tọa. Một lần nữa chúng con, dạ vâng, dạ con đã thấy thượng tọa cắm mic ra thôi. À, xin lỗi quý vị, chúng tôi cứ tưởng đâu là chúng tôi đã cắm mic rồi cho nên cứ nói. Hôm nay trong cái ngày học đầu tiên đổi giờ, khi nãy chúng tôi 8 giờ vào room, chúng tôi không thấy thượng tọa Nhất Đảm cũng như chư tôn đức, chỉ có 5-7 người lúc đó chúng tôi tính, chúng tôi tưởng đâu là hôm nay nghỉ, chợt nhớ ra là hôm nay học 8 giờ rưỡi. Đổi giờ nó cũng làm bị xáo trộn, bị trục trặc một chút thưa quý vị. Và khi nãy thì tôi Nhất Đẳng có nói rằng hy vọng là chúng ta có đủ thời gian để chúng ta học hết bài. Thực ra thì nó có hai lý do mà có thể làm cho chúng ta bị mất thời gian để giảng bài học. Thứ nhất là vì cứ mỗi một đoạn như vậy phải dừng lại chờ mời thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng nêu câu hỏi, rồi thượng tọa Nhất Đẳng nêu câu hỏi xong chờ đợi chúng tôi cầm mic để nói, chúng tôi trả lời xong với chúng tôi mời MC đọc bài. Mỗi lần mời như vậy thì mất 30 giây trên một phút. Thì như vậy nếu chúng ta có 5 đoạn là chúng ta mất hết 5 phút rồi. Đó là chưa nói đến cái việc là vì cái bài học nó sẽ có sự liên đới với nhau. Nếu mà giảng từng khúc đó, nó làm cho chúng tôi mất cảm hứng để mà chúng tôi giảng. Bởi vì sau khi giảng xong cái phần đó sẽ có cái tư tưởng để tiếp tục đoạn, mà phải gián đoạn để trả lời các cái câu thảo luận. Cho nên bài học có vẻ như là rời rạc. Bởi thế chúng tôi đề nghị với thượng tọa Nhất Đẳng là những cái câu thảo luận mà thượng tọa nêu ra cho từng đoạn đó, thượng tọa vẫn hỏi, nhưng mà hỏi cái phần cái thời gian thảo luận thì nó cũng nằm ở trong đó thôi. Thí dụ như 2 giờ đồng hồ học thì chúng ta có thể là học 1 tiếng đồng hồ hoặc là 1 tiếng 15 phút, còn 45 phút để trả lời thảo luận. Đó là cái phần thảo luận riêng, nó không có bị ảnh hưởng gì đến bài giảng cả.
Dạ, nếu như vậy thì tốt quá. Nếu như vậy thì bây giờ mời cô Tâm Minh Nha tục cho các phần còn lại, tức là học bốn phần còn lại, học luôn, chúng ta đọc luôn, đọc luôn bài học. Chúng ta để đừng có đọc những cái câu thảo luận, những câu thảo luận để thượng tọa giáo đẳng điều hợp. Chúng ta cứ học, cứ đọc bài đi. Bây giờ mời cùng chúng ta về nhà. Mà sư thú chúng con thành kính tri ân thượng tọa, tuổi sư. Chính bảo sát nghiệp Kamaya Rupa Kalapa. Một, chất cá đá sát cá Kalapa bảo nhãn thập sắc là bảo sắc có 10 thứ, sắc thần kinh nhãn làm chính phụ họa, có 8 sắc bất ly và sắc mạng quyền. Hai, Sota đá sát cá Kalapa bảo nhĩ thập sắc là bảo sắc có 10 thứ, sắc thần kinh nhị làm chính phụ họa, có 8 sắc bất ly và sắc mạng quyền. 3. Gana Dasaka Kalapa bằng tỷ thập sắc là bằng sắc có 10 thứ, sắc thần kinh tỷ làm chính phụ họa, có 8 sắc bất ly và sắc mạng quyền. 4. Jiva Dasaka Kalapa bận thiệt thập sắc là bảo sắc có 10 thứ, sắc thần kinh thiệt làm chính phụ họa, có 8 sắc bất ly và sắc mạng quyền. 5. Kaya đá sắc cá Kalapa bọn thân thập sắc là bảo sắc có 10 thứ, sắc thần kinh thân làm chính phụ họa, có 8 sắc bất ly và sắc mạng quyền. 6. Yithepha đá đá sa ca ca la pa bọn nữ tính thập sắc là bọn sắc có 10 thứ, sắc nữ tính làm chính phụ họa, có 8 sắc bất ly và sắc mạng quyền. 7. Huma pha va đá sa ca ca la pa bọn nam tính thập sắc là bọn sắc có 10 thứ, sắc nam tính làm chính phụ họa, có 8 sắc bất ly và sắc mạng quyền. 8. Adaya Vattu Dasaka Kalapa bằng ý vật thập sắc là bằng sắc có 10 thứ, sắc ý vật làm chính phụ họa, có 8 sắc bất ly và sắc mạng quyền. 9. Chivi Tana Vaka Kalapa bằng mạng cụ sắc là bằng sắc có 9 thứ, sắc mạng quyền làm chính phụ họa, có 8 sắc bất ly. Chính bảo sắc nghiệp này là sanh ra từ nghiệp, nhưng chỉ thấy 17 sắc từ sắc giao giới. Chính bảo sắc nghiệp này chỉ sanh cho chúng hữu tình có mạng căn thôi. Trong mỗi con người chỉ có nhiều lắm là 8 bảo sắc nghiệp, bởi vì bảo sắc nữ tính và bảo sắc nam tính không thể cùng có cả hai trong một con người được. Nếu là người nữ thì có 8 bọn sắc nghiệp ngoại trừ bọn sắc nam tính. Nếu là người nam thì có 8 bọn sắc nghiệp ngoại trừ bọn sắc nữ tính. 8 bọn sắc tâm Chita Charupa Kalapa. 1. Chudathaka Kalapa bọn thuần bát sắc là bọn sắc tâm thuần có 8 thứ, là 8 sắc bất ly do tâm tạo. 2. Sát đá ná vác cá cá la bá bọn thinh cụ sắc là bọn sắc có 9 thứ, là sắc cảnh thinh và 8 sắc bất ly do tâm tạo. 3. Ca giá minh nhá tí ná vác cá cá la bá bọn thân biểu tụ biểu cụ sắc là bọn sắc có 9 thứ, là thân biểu tri và 8 sắc bất ly do tâm tạo. 4.
Vachinui nhati Sadat Dakasa Dasaka Kalapa. Bằng khẩu thân biểu tri thập sắc, là bảo sắc có 10 thứ, là khẩu biểu tri cần thân và 8 sắc bất ly do tâm tạo. 5. Lahutadi Eka Dasaka Kalapa. Bằng đặc biệt thập nhất sắc, là bằng sắc có 11 thứ, gồm 8 sắc bất ly do tâm tạo, có thêm 3 sắc đặc biệt, khinh nhu, thích tánh. 6. Sada Lahuta Ditva Dasaka Kalapa. Bằng thân đặc biệt, thập nhị sắc, là bằng sắc tâm có 12 thứ, 8 sắc bất ly, 3 sắc đặc biệt, một sắc cảnh thinh do tâm tạo. 7. Kaya nguyên nhát chít là hù tà hít hòa đá cá đá sá cá cá là bá. Bọn thân biểu đặc biệt thập nhị sắc, là bọn sắc tâm có 12 thứ, 8 sắc bất ly, 3 sắc đặc biệt, một sắc thân biểu tri. 8. Bá chi nguyên nhát chít sá đá là hù tà đi tề ra sa ca ca la pa. Bằng khẩu thân biểu tri đặc biệt thập tam sắc, là bằng sắc tâm có 13 thứ sắc, 3 sắc bất ly, 3 sắc đặc biệt, một sắc khẩu biểu tri và một sắc cảnh thân. Sắc tâm trình bày 8 bọn là visuddhi magga, còn trong avitamma asangaha chỉ trình bày 6 bọn, là không có bọn thỉnh của sắc và bọn thinh đặc biệt thập nhị sắc. 8 bọn sắc tâm này chỉ lấy 14 sắc tâm tạo trừ sắc giao giới. Do đó, 8 bọn sắc tâm chỉ sanh cho loài hữu tình ngũ uẩn thôi. 8 bọn sắc tâm này gồm 4 bọn gốc, Mula Kalapa, 4 bọn ngọn, Muli Kalapa, 4 ngọn gốc. 1. Bọn thuần bát sắc. 2. Bọn thinh cụ sắc. 3. Bọn thân biểu cụ sắc. 4. Bọn khẩu thinh biểu thập sắc. 4 bọn ngọn là: 1. Bọn đặc biệt thập nhất sắc. 2. Bọn thinh đặc biệt nhập nhị sắc. 3. Bọn thuần biểu đặc biệt thập nhị sắc. 4. Bọn khẩu thinh biểu đặc biệt thập tam sắc. Bọn thuần bát sắc là sắc tâm sanh khi không biểu hiện bằng hành động, lời nói hay tạo âm thanh, mà chỉ là kèm vững oai nghi, tạo hơi thở, phòng, sẹp, v.v. nhưng không được thoải mái. Bọn sắc tâm thuần có bọn gốc. Khi có ba sắc đặc biệt, khinh, nhu, thích, tánh, sanh cùng thì tạo nên sự linh hoạt, thoải mái. Đó gọi là bọn đặc biệt, thập nhất sắc, là bọn ngọn. Bọn thinh cụ sắc là bọn gốc, bọn thinh đặc biệt là bọn ngọn. Khi tâm tạo âm thanh không liên hệ miệng nói và âm thanh, đó sanh từ tâm yếu ớt, phát ra theo hơi thở, hắt xì hơi, ở hơi, ngáp, vân vân, gọi là bọn thinh cụ. Khi có ba sắc đặc biệt đồng sanh, thì âm thanh đó trong trảo, sinh, linh động, êm tai, vân vân, gọi là bọn thinh đặc biệt thập nhị sắc. Bọn thân biểu cụ sắc là bọn gốc, bọn thân biểu đặc biệt thập nhị sắc là bọn ngọn. Khi tâm tạo đại oai nghi, tiểu oai nguy, yếu ớt, không vững vàng, không linh hoạt thì gọi là thân biểu cụ sắc. Khi có ba sắc đặc biệt đồng sanh thì thân biểu tri ấy được mạnh mẽ, uyển chuyển, linh hoạt thì gọi bọn thân biểu đặc biệt thập nhị sắc. Bọn khẩu thinh biểu tri thập sắc là bọn gốc, bọn khẩu thinh biểu tri đặc biệt thập tam sắc gọi là bọn ngọn. Khi miệng nói thành tiếng mà yếu ớt, thều thào, không rõ ràng, vân vân, gọi là bọn khẩu thinh biểu tri thập sắc. Khi có ba sắc đặc biệt đồng sanh thì khẩu thinh biểu tri ấy được mạnh mẽ, trong trảo, lời nói dễ cuốn hút, vân vân, gọi là bọn khẩu thinh biểu tri đặc biệt thập tam sắc. Bốn bọn sắc quý tiếp. Utu cha ru ba ka la ba. Một,
Sudattha Kalapa bằng thuần bát sắc, là bằng sắc quý tiết thuần có tám thứ, là tám sắc bất ly do quý tiết hòa giới tạo. Hai sắc đá ná bát cá Kalapa bằng thêm cụ sắc, là bằng sắc quý tiết có chín thứ, một sắc cảnh thinh làm chính và tám sắc bất ly do quý tiết tạo. Ba Lahutadi Eka Dasaka Kalapa bằng đặc biệt thập nhất sắc, là bằng sắc quý tiết có 11 thứ, gồm 8 sắc bất ly và 3 sắc đặc biệt. 4. Sada Lahuta Nidwa Dasaka Kalapa bằng thêm đặc biệt thập nhị sắc, là bằng sắc quý tiết có 12 thứ, gồm 1 sắc cảnh thinh, 3 sắc đặc biệt và 3 sắc bất ly. Bốn bọn sắc quý tiết chỉ thấy, chỉ lấy 13 thứ trừ sắc giao giới. Hai bọn sắc quý tiết, bọn thuần bát sắc và bọn thinh cụ sắc gọi là bọn gốc, mô lá, cá là bá. Hai bọn sắc quý tiết, bọn đặc biệt thập nhất sắc và bọn thinh đặc biệt nhập thập nhị sắc gọi là bọn ngọn, mô lý, cá là bá. Bọn quý tiết thuần bát là thân nhiệt của tất cả chúng sanh, kể cả vật chất vô tri cũng đều có nóng hoặc lạnh do bọn quý tiết thuần bát, nhưng quý tiết ấy không dễ chịu thoải mái. Khi có ba sắc đặc biệt sanh chung thì tạo nên bọn quý tiết đặc biệt, chỉ riêng sanh trong thân chúng hữu tình, thân nhiệt thoải mái dễ chịu. Bọn quý tiết thêm cũ là âm thanh phát sinh do hòa giới trong thân chúng sanh, như tiếng sơ đụng, tiếng hơi thở nặng nề, vân vân, kể cả âm thanh phát sinh bên ngoài chúng sanh như tiếng lửa rao, tiếng sấm sét, vân vân. Nhưng nơi thân chúng sanh khi có ba sắc đặc biệt đồng sanh với âm thanh quý tiết, lúc thân nhiệt điều hòa, tiếng tim đập, tiếng hơi thở nhẹ nhàng, thì đó là bọn thanh đặc biệt. Trong chúng sanh có đủ bốn bọn sắc biết, ở ngoài chúng sanh chỉ có hai bọn sắc quý tiết là bọn thuần bát và bọn thinh cũ, không có sắc đặc biệt. Hai bọn sắc vật thực Aharaya Kalapa 1 Sadathaka Kalapa. Bọn thuần bát sắc là bọn sắc vật thực thuần có 8 thứ, là 8 sắc bất ly do vật thực tạo. Đây là bọn gốc, mô lá, Kalapa. 2. Lahutadi Eka Dasaka Kalapa bằng đặc biệt thập chức sắc, là bằng sắc vật thực có 11 thứ, gồm 8 sắc bất ly và 3 sắc đặc biệt. Đây là bọn ngọn, mô lý, Kalapa. Hai bằng sắc vật thực này chỉ lấy 11 thứ trừ sắc giao giới. Hai bằng sắc vật thực này chỉ sanh trong sắc thân chúng sanh thôi. Các loại vật thực phát triển cao hơn, kết quả, trổ quả do nương nhờ đất, nước, phân bón, vân vân. Gọi chế định là thực vật ăn đất vân, uống nước. Kỳ thực, đất nước phân tưới cho cây không thành bọn sắc vật thực được, mà thực vật cây cỏ chỉ hấp thụ bằng rễ theo tự nhiên. Bọn sắc bất ly do nghiệp sanh, do tâm sanh, do quý tiết sanh đều có sắc dinh dưỡng, vui trá. Sắc dinh dưỡng này không phải là bọn sắc vật thực. Bọn sắc vật thực là sắc dinh dưỡng trong các loại đồ ăn đoàn thực. Kapa Lin Kara Hara Hara. Do đó, khi thân này chưa dung nạp đồ ăn từ bên ngoài, thì chưa có bản sắc vật thực. Khi đã nhai, ăn và nuốt vào bụng, thức ăn đó tạo thành vật thực bát thuần, có thể làm cho thân không khỏe, khó chịu, vân vân. Nhưng nếu có ba sắc đặc biệt phối hợp thì làm cho thân kiện, khỏe khoắn, dễ chịu, và đó là sắc vật thực đặc biệt thập nhất sắc. Biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Tuệ Siêu. Giờ đây một lần nữa chúng con thành kính lần lễ và cung thỉnh chúng ta Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy Giả.
Namo Buddhaya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị. Hôm trước chúng ta học bốn chữ sanh sát pháp. Hôm nay chúng ta học về các bọn sát pháp. Các bọn do bốn chữ sanh tạo ra. Lẽ ra thì chúng ta nên học hai bài này chung lại một ngày để chúng ta dễ nhận biết hơn. Danh và sắc, danh pháp hữu vi và sắc pháp, không phải sanh khởi đơn lẻ mà nó sanh khởi có từng nhóm. Đối với danh pháp hữu vi thì tâm và tâm sở hay là bốn uẩn đi chung với nhau, ở trong chánh tạng gọi là cittapada. Cittapada là tâm sanh. Còn nếu như ở trong sách chú giải thì các ngài gọi là citta quát rác. Ngài hòa thượng tịnh sự ngài dịch là đoàn tâm, ngài dịch là đoàn tâm. Thí dụ như nói đoàn tâm tham thì mình phải hiểu là gồm có 8 tâm tham và 22 tâm sở phối hợp. Hay là thức quẩn tham căn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn tương ứng với thức quẩn đó thì gọi là đoàn tâm tham. Như vậy nếu mà tính ra thì chúng ta cũng có 23 đoàn tâm. Nó có cái sự trùng hợp rất lạ. Thì sắc pháp á, nó cũng có 23 bọn, 23 bọn sắc. Nhưng mà bọn sắc pháp thì nó là vật chất cho nên chúng ta gọi là kalaba. Kalaba là bọn hay là một tổng hợp cũng được. Ở đây khi chúng ta nói đến dân sanh sắc pháp Sambuddhana thì chúng ta biết rằng nghiệp tạo ra sắc pháp, nghiệp đó là nghiệp dầu nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện hay là nghiệp thiện hiệp thế. Thì nghiệp đó cũng là nghiệp thủ, tức là do tham ái và tà kiến, do tham ái và tà kiến chi phối
khi một người họ tạo cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, có cái sự mong muốn thấy cảnh sắc, mong muốn cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, mong muốn thấy, nghe, ngửi, đếm, đụng, thì chính cái nghiệp đó, nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện đó, nó sẽ tạo ra nhãn xứ, nhị xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, tức là nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật. Hoặc là khi chúng sanh tạo cái thiện hay là bất thiện, nhưng mà nó có cái sự nhiễm giới tính nam hay nữ, sau này nghiệp đó nó tạo ra cái sắc nghiệp ở trong cõi dục giới, có nam tính, nữ tính, vân vân. Thì sắc đó gọi là sắc do nghiệp tạo. Bây giờ khi mà chúng ta phân bọn đó, chúng ta tính theo bọn, do bọn sắc mà do nghiệp tạo, thì có 9 bọn. Ở trong 9 bọn này, thì chúng ta có 8 cái thứ sắc nghiệp chính. Hay là 8 sắc nghiệp chánh. Và có 8 sắc nghiệp phụ. 9 sắc nghiệp chánh và 8 sắc nghiệp phụ. Thế chúng ta mới cứ mỗi một bọn, cứ mỗi một thứ sắc nghiệp chính đó, là nó ghép với 8 sắc nghiệp phụ thành một bọn. 8 sắc nghiệp phụ ở đây tức là 8 sắc bất ly: đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị và dưỡng tố. Hệ 8 sắc bất ly đó mà nó hợp chung với sắc mạng quyền để phò sắc thần kinh nhĩ ở thần kinh nhãn, thì như vậy trở thành bọn nhãn. Mà chúng ta gọi cho đủ, gọi là chất dasaka kalaba, tức là nhãn thập sắc. Ngài Hòa Thượng Minh Châu ngày dịch ở đây, ngày dịch là nhãn thập pháp. Nhưng mà chúng tôi là thích xài chữ nhãn thập pháp, nhãn thập sắc hơn, để cho chúng ta hiểu đó là 10 sắc. Bọn nhãn mà có 10 sắc. Vì dịch vậy cũng không sai. Dịch nhãn thập sắc cũng không sai, bởi vì cái chữ dasaka nó chỉ là cái nhóm 10 thôi, chứ nó không có chữ thâm mát ở trong đó đâu, mà chúng ta sợ rằng dịch nó sai đi. Không phải. Nhưng mà nói thập sắc á, cái bọn nhãn thập sắc á, thì chúng ta dễ hiểu, dễ mường tượng hơn, bởi vì cái bọn nhãn này nó gồm có 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền và sắc thần kinh nhãn, thì nó thành 10. Gọi là cái sự hoạt động của sắc pháp đó, nó phải hoạt động có bọn như vậy thì nó mới hoạt động được. Cũng giống như tâm, nếu như chỉ đơn thuần có một quẩn thì không thể nào
một quẩn để sanh được phải có thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, bốn quẩn đó đồng diệt, đồng biến cảnh, đồng đương Phật. Bốn danh quẩn đó nó mới trở thành một cái tâm sanh chích tấp ba đá, và mới trở thành một cái tâm lộ được. Cũng như thế nào thì ở đây quý vị, sắp pháp đó, nó sanh khởi nó phải có bọn kalapa, một nhóm, một tổng hợp. Thì như vậy riêng về sắc nghiệp đó, thì có bọn nhãn thập pháp, bọn nhĩ thập pháp, bọn tỷ thập pháp, bọn thiệt thập pháp, bọn thân thập pháp, bọn nữ thập pháp, bọn nam thập pháp, tức là bọn nữ tính, bọn nam tính. Bọn y vật thập pháp và bọn mạng cửu pháp. Bởi vì bọn mạng này nó chỉ có tám sắc ly và sắc mạng quyền thôi, cho nên chúng ta có chín bọn. Nhưng mà trên thực tế thì mỗi mỗi một con người chúng ta nó chỉ có tám bọn. Bởi vì chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, rồi cái bọn giới tính nam hoặc là nữ thôi, rồi cái bọn ý vật, bọn mạng quyền. Thì như vậy chúng ta có tám. Thì về cái bọn sắc nghiệp thì nó quá rõ ràng, không có gì để chúng ta phải khó hiểu. Chúng ta cứ nhớ, hễ khi mà nói đến sắc nghiệp, hãy nói bọn sắc nghiệp, thì chúng ta phải nhớ chín thứ sắc nghiệp chính yếu, chánh yếu, rồi có tám sắc nghiệp phụ quả và tám sắc bất ly. Khi phối hợp với những cái sắc chánh yếu kia thành ra bọn sắc nghiệp. Và như vậy chúng ta nên hiểu rõ sắc nghiệp, chính bọn này là do nghiệp bất thiện hay nghiệp thiện liên quan đến dục thủ, kiến thủ ở trong đời quá khứ đã tạo, mà với cái sự ước nguyện, mong mỏi, ham muốn, có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có nam tính, có nữ tính, và nó tạo thành rồi cái loại bọn sắc do tâm sanh, do tâm làm sở sanh, gọi là citta samuthana. Thì cái loại sắc này chúng ta gọi là bọn sắc tâm, chúng ta gọi ngắn gọn là citta chá arupa. Chá ở đây đó là chữ chanana, có nghĩa là cái sự sản sanh. Sắc mà được sản sanh từ do tâm mà ra thì như vậy được gọi là sắc tâm.
Ở đây sắc tâm theo ở trong bộ Ốc Phí Tâm Bách Thế Sa Ngã thì sắc tâm nó chỉ có tám, có sáu bọn. Nhưng mà theo cái bộ Parabhatha Jyotika thì cái bộ đó Paramattha Dipani, bộ Paramattha Dipani thì giải thích thêm, đúng ra là tới tám bọn, tức là thêm hai bọn nữa là bọn thinh và cái bọn đặc biệt, thinh đặc biệt. Khi chúng ta nói đến tám bọn sắc tâm thì chúng ta cũng phải lưu ý có những cái sắc pháp gốc, có những thứ sắc gốc và sắc ngọn. Thì sắc gốc á, là tám sắc vật ly thôi. Tám sắc vật ly này nó đa diện thưa quý vị, nghĩa là trường hợp nào cũng có, cũng giống như trong danh pháp mà có bảy cái tâm sở tự tha biến hành vậy đó, bảy tâm sở tự tha biến hành đó, thì ở tâm nào cũng có mặt hết. Thì tám sắc vật ly của quý vị ở trong cái bọn sắc nào, nghiệp sắc, tâm sắc, âm dương sắc vật thực cũng đều có tám sắc vật ly. Thì nói đến sắc tâm gốc á, thì sắc tâm gốc ở đây tức là bọn thinh, tức là sắc thinh, sắc âm thanh, rồi sắc thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc chánh, sắc phụ. Bây giờ chúng ta phân ra như thế này để chúng ta dễ nhớ. Tâm nó tạo ra một là cái bọn sắc tâm bắt thuần, tức là cái bọn sắc tâm chỉ đơn thuần là tám sắc vật ly thôi. Thứ hai là sắc tâm gọi là bọn thinh, nó có bát thường phối hợp với sắc cảnh thinh. Âm thanh mà dựa vào cái hơi thở, hay là khi mình búng ngón tay nó kêu chóc chóc vậy đó, thì âm thanh đó cũng là do tâm tạo, nhưng mà nó không qua cái khẩu biểu trì. Cho nên cái bọn thinh đó là bọn thứ hai. Cái bọn thứ ba là bọn khẩu thinh biểu tri, tức là âm thanh lúc bấy giờ nó phát xuất từ nơi miệng nói,
cái sự hoạt động của miệng. Miệng đây tức là khẩu biểu tri mà chúng ta đã học qua đó. Thì hễ có khẩu thì phải có thinh, gọi là bọn khẩu thinh biểu, khẩu thinh biểu tri. Rồi bọn thân biểu tri, như vậy sắc tâm bát thuần là một, bọn thinh là hai, bọn khẩu thinh là ba, bọn thân biểu tri là bốn. Bốn bọn đó chúng ta gọi là sắc tâm gốc, còn gọi là sắc tâm ngọn và bú lít ca la bát, thì nó cũng lấy bốn bọn gốc đó mà nó phối hợp thêm với ba sắc. Đặc biệt khinh nhu thích sự, nếu mà sắc tâm mà bọn bát thuần mà không có sắc bất ly, nó không có sắc đặc biệt phối hợp đó, thì nó chỉ là bọn bát thuần đó, thì nó tạo ra cái hơi thở. Hơi thở nó hụt hẫng, có ngắn dài, hoặc là nó ồ ề, hơi thở khó khăn vân vân. Nhưng mà khi cái bọn bát thuần gốc mà nó có sắc tâm đặc biệt đó, tức là nó có thêm ba sắc đặc biệt nữa, thì bát thuần cộng với ba sắc đặc biệt, thì lúc bây giờ nó sẽ tạo ra cái sự kềm giữ quay nghi một cách nhẹ nhàng, hay là nó tạo ra cái hơi thở điều hòa nhẹ nhàng thoải mái, chứ không có nặng nề, không cảm thấy khó chịu. Thì như vậy được gọi là, được gọi là bọn bát thuần đặc biệt. Rồi bọn thinh gốc thì có bọn thinh đặc biệt, tức là bọn thinh ngọn á. Người ta có thể dùng một cái âm thanh do tâm tạo mà nó phối hợp với ba sắc đặc biệt. Thí dụ như những người họ ca hát, họ có thể dùng hai cái ngón tay, ngón cái và ngón trỏ để họ tróc kêu thành tiếng giống như sông Lan vậy đó, theo nhịp điệu. Thì như vậy cảnh thinh đó là thinh đặc biệt. Rồi cái bọn khẩu biểu tri, gọi là khẩu thinh biểu tri gốc, cũng là cái lời nói thốt ra từ nơi miệng, nhưng mà phèo phào, yếu ớt, hoặc là cái âm thanh hay cái giọng nói nó không có trong trẻo. Người khác nghe thì cũng được, nhưng mà họ không có bị hấp dẫn bởi cái âm thanh đó. Còn khi mà khẩu thinh đặc biệt á, bọn ngọn là có ba sắc đặc biệt, khiến cho cái lời nói của họ nó trầm ấm, ngọt ngào, nhẹ nhàng, vân vân. Thì như vậy gọi là bọn khẩu thinh đặc biệt. Bọn sắc tâm mà thuộc về bọn thân biểu tri gốc
thì những cái cử chỉ đi đứng nằm ngồi hay là gật đầu lắc đầu, hoặc là tay chân múa máy vân vân, không có. Nó không có đẹp, nó không có như ý. Còn khi mà có ba sắc đặc biệt phối hợp thì cái sự hoạt động của thân, sự đi đứng nằm ngồi nó uyển chuyển, nó nhẹ nhàng. Nhất là khi mình bệnh thì cái ánh mắt mình nhìn cũng yếu ớt, hay là một cái cử chỉ tay cầm cái vật gì đó nó run rẩy chậm chạp, hay là bước đi không vững chẳng hạn, thì cái đó là thân biểu tri mà thiếu sắc đặc biệt. Còn thân biểu tri có sắc đặc biệt đó, thì trong lúc mà chúng ta khỏe không có sự bệnh hoạn, không có sự mệt mỏi, thì lúc đó cử chỉ uy nghi nó có sự linh hoạt. Thì như vậy tám bọn sát tâm chúng ta cũng rất dễ nhớ. Trước nhất là chúng ta nhớ bốn cái bọn gốc, tức là sắc tâm bát thuần, sắc tâm thinh cửu. Cửu ở đề chính nó qua cắt ca lập á, rồi cái bọn khẩu thinh biểu, biểu tri, khẩu thinh biểu tri, thập nhất sắc, 11 sắc. Rồi bọn khẩu biểu tri, bọn thân biểu tri thì chúng ta có ở chính sắc. Chúng ta lấy bốn cái bọn gốc đó, chúng ta cộng thêm với ba sắc đặc biệt cho mỗi bọn, thì như vậy chúng ta có bốn bọn ngọn, thành ra tám bọn sắc tâm cả thể. Thì ở trong tám bọn sắc tâm đó, như hôm trước chúng ta đã học, thì sắc tâm hoạt động cái gì? Ở đây cái việc mà nói cười khóc, cái đó là khẩu, khẩu thinh biểu tri. Còn đi đứng nằm ngồi, đại quy nghi, tiểu quy nghi là bọn thân biểu tri. Còn cái bọn sắc tâm bát thuần thì nó kềm vững quay nghi, và sắc tâm bình thường là hơi thở ra, hơi thở vào, nó làm cái công việc đó. Chúng ta chịu khó cho để ý chút xíu thì chúng ta học cũng dễ chứ, dễ nhớ chứ không phải là khó nhớ. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta có căn bản rồi đó, và chúng ta có một chút ít, chúng ta có trí tuệ tương đối là bén nhạy đó, thì chúng ta học nó cũng dễ. Chứ khi mà chúng ta nghe đối đến tám bọn sắc tâm, chín bọn sắc nghiệp, chúng ta nghe làm sao mà nhớ được, nhưng không, thưa quý vị.
nó có cái mẹo để nhớ. Và chính ở trong giáo trình của Ngài Sattavacchotika, khi Ngài phân ra cho chúng ta có bốn gốc, rồi có bốn ngọn, chúng ta phối hợp lại thành tám, thành tám bọn sắc tâm. Cái đó Ngài cũng giúp cho chúng ta có cái trí nhớ để chúng ta hiểu. Thì đó là nói về sắc tâm. Còn bây giờ chúng ta nói đến cái sắc quý tiết. Thật ra chữ ưu tú là nói chung, thì tất nhiên là trong trường hợp thì chúng ta khó dùng từ để mà chúng ta, nếu mà xài cái từ hôm trước mà thường nói đẳng, đề nghị là chúng ta xài cái từ diệt lượng á thì cũng được. Ngài Hòa Thượng Ngài xài chữ âm dương cũng được, nhưng mà tùy theo chữ ưu tú, tùy theo chỗ chúng ta xài. Như khi làm lễ Bồ Tát vị tỳ kheo vấn luật hỏi ưu tú khả năng, cái sự mà kể mùa tiết là sao, tức là kể ưu tú. Vị kia trả lời ưu tú đi thấp bát sa sa nê he man tát kim hạ quá sa na năng quá sa quá sê đó thì nó hoàn tí. Tức là trong Phật giáo có ba mùa, mùa mưa, mùa lạnh và mùa nóng. Cho nên chữ ưu tú trong trường hợp này phải hiểu là chữ mùa tiết. Chúng ta chỗ đó chúng ta không thể xài âm dương hay là chúng ta xài nhiệt lượng được. Quá xa nó ưu tú là mùa mưa, hay bằng tắc ưu tú là mùa lạnh, kim hâu tú là mùa nóng. Chúng ta phải xài tùy chỗ. Cái từ mà quý tiết cũng sau này ngờ Hòa Thượng trên sự Ngài xài. Ở đây chúng tôi không có từ nào chúng tôi xài hết. Ngài Hòa Thượng trên sự trước Ngài xài cái âm dương, sau đó Ngài xài quý tiết. Cái giáo trình sau mà Ngài soạn trong thời gian mà Ngài gần tịch đó, thì Ngài soạn lại, Ngài xài chữ quý tiết. Nhưng mà dù xài từ như thế nào nữa, nếu mà chúng ta chịu hiểu rồi đó thì xài từ nào chúng ta cũng có thể hiểu được hết. Thì cần phải biết ở đây, nếu nói đến sắc mà sắc ô tú, ô tú chá, rupa, thì này không phải là sắc do mùa tiết tạo, mà sắc ở đây do nhiệt lượng tạo. Tức là do nóng lạnh. Thì sắc mà do quý tiết tạo hay là do nhiệt lượng tạo, nó chỉ có bốn bọn thôi, hai bọn gốc và hai bọn ngọn. Hai bọn gốc thì không có ba đặc biệt, không có sắc đặc biệt, còn hai bọn ngọn thì nó có sắc đặc biệt phối hợp. Thì hai bọn đó là gì? Sắc quý tiết và hai bọn gốc, một là quý tiết bát thuần. Bát thuần ở đây là tám sắc bất ly, cơ bản là tám sắc bất ly.
Rồi bọn thân là phối hợp tám sắc bất ly với sắc cảnh thân, bởi vì nhiệt lượng nóng hay lạnh nó sẽ tạo ra âm thanh. Thí dụ như cái tiếng ở bên ngoài thì có cái tiếng sấm sét, hay là khi mà lửa reo ở trong lò, hoặc là cái sự nóng sự lạnh của lửa nó nung cái nồi nước, nó sôi nó cũng kêu thành tiếng. Hoặc là trong cơ thể chúng ta cũng bị, nó có những cái tiếng, có những âm thanh, mà những âm thanh đó là do nhiệt lượng nó tạo nên. Rồi ở đây đó thưa quý vị, khi mà chúng ta lấy hai cái bọn giác, chúng ta phối hợp thêm với ba cái sắc quý tiết cho mỗi bọn, thì chúng ta có hai bọn ngộ, thành ra bốn bọn. Thì như vậy có nghĩa là bọn sắc và do quý tiết tạo nó chỉ có bốn bọn thôi. Rồi chúng ta lại nói đến cái sắc vật thực. Cái sắc vật thực này chúng ta cũng còn đang bị lấn cấn ở chỗ gọi là sắc vật thực và sắc bọn vật thực. Cái sắc vật thực mà do nơi đoàn thực Kapalinkarahara, tức là do cái thức ăn ở bên ngoài, cơm, nước, bánh trái, rau củ quả, khi mà chúng ta nhai nuốt vào trong bụng thì nó tiêu hóa và nó tạo ra cái chất dưỡng tố. Cái chất dưỡng tố gọi là ocha. Và cái chất dưỡng tố ocha này nó trở thành gọi là aharata arupa, là sắc bọn vật thực. Cái sắc bọn vật thực này nó chỉ có hai bọn, một là bọn bất thường, hai là bọn đặc biệt. Khi nào mà chúng ta ăn uống vào trong cơ thể, nó chỉ duy trì được cái thân xác này, nhưng mà nó không có cái gì là bồi bổ cho lắm, thì cái đó là thiếu cái sắc đặc biệt. Còn khi mà chúng ta ăn uống những cái thức ăn mà nó có đầy đủ dưỡng tố, sinh tố, thì nó sẽ tạo ra cái bọn vật thực đặc biệt. Như vậy thì chúng ta nói đến bốn dân sanh sắc pháp, tức là nghiệp, tâm, quý tiết và vật thực. Thì nghiệp tạo ra chín bọn sắc, tâm tạo ra tám bọn sắc, quý tiết tạo ra bốn bộ sắc và vật thực tạo ra hai bộ sắc. Như vậy chúng ta có tất cả là 23 bộ sắc. Trong 23 bộ sắc đó thì tám sắc bất ly luôn luôn lúc đầu cũng phải có. Còn những cái sắc nghiệp chánh yếu, sắc tâm chánh yếu, rồi sắc quý tiết chánh yếu, rồi sắc vật thực chánh yếu, thì chúng ta phải biết rõ để chúng ta thêm vào. Thì đó là những điều mà chúng tôi xin được trình bày với quý vị qua cái bài học thắng pháp hôm nay.
Bây giờ cái thời gian còn lại tỉnh thường tòa giới đẳng điều hợp với những cái câu thảo luận Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính trưng thưa tổ sư, ông bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận và mở đầu cho buổi thảo luận hôm nay, xin thưa tổ hoan hỷ trở lại với một cái câu hỏi đáng lẽ cuộc thảo luận này chúng ta đã thảo luận từ trước, nhưng mà vì cũng có một vài cái thắc mắc của quý phật tử khi các vị so sánh giữa cái sắc tứ đại, sắc y sinh, thì các vị lại so sánh với tâm và cái thuộc tính của tâm, thì đâu có thể cho biết cái sự liên hệ giữa sắc y sinh và sắc tứ đại đó nó có giống như cái sự tương quan giữa sắc giữa tâm và tâm sở không? Và nếu nó khác như thế nào, xin kính thưa thưa tổ nghị trở lại. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, chúng ta thấy gần như là nó cũng có cái nguyên tắc giống như vậy. Bởi vì khi mà chúng ta nói đến pháp đó, thì thức quẩn là bốc băng gà ma, tức là nó dẫn đầu cho tâm sở. Mặc dù thọ tưởng hình thức thì nó cũng đồng sanh đồng diệt đồng biến cảnh, nhưng khi chúng ta nói đến sắc pháp thì nó chỉ khác cái chỗ là tứ đại tạo ra sắc y sinh. Nhưng mà rõ ràng khi mà chúng ta học về 23 bọn sắc á, thì chúng ta thấy nếu mà tứ đại mà không có những sắc y sinh nó sanh cùng bọn, thì như vậy sẽ không có hoạt động được gì. Mặc dù y sinh chỗ ba đa rupa, tức là cái sắc nó dựa vào, nó sanh ra từ nơi bốn đại, nhưng mà nếu không có sắc y sinh đó, như chúng ta thấy trong tám sắc pháp ly, thì có đó đất nước đó màu mùi vị và ô trắng, màu mùi vị ô trắng, cảnh sắc cảnh vị, cảnh sắc cảnh khí cảnh vị và sắc dưỡng tố, cái đó là sắc y sinh. Bốn sắc y sinh này cộng với bốn đại kia thì mới là tám sắc vật ly. Cho nên ở đây chúng ta nói giống là giống trường hợp gì?
thức quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn. Trong một cái sắc na tâm thì luôn luôn phải có. Nhưng mà đối với hành quẩn thì có thể hoặc bớt, ít hoặc nhiều hành quẩn. Thì ở đây sắc pháp cũng vậy, bốn sắc này hiển đất nước tự do thì không có, không có thêm hay không bớt. Nhưng mà sắc y sinh mà nó phụ họa với sắc đại hiển thì nó có cái sự thêm thắt, nó có sự thêm bớt đó. Thì ở đây đó, cái sự tương quan giữa sắc tứ đại, sắc y sinh nó có một vài điểm giống với so với sự tương quan giữa tâm và tâm sở trong danh pháp. Nhưng mà ở đây có một điều đặc biệt mà chúng ta phải biết, đó là khi chúng ta nói đến bốn danh quẩn tức là tâm và tâm sở thì nó trợ nhau bằng cách là anh nhớ may nhăn bách chi vô, tức là nó trợ giúp lẫn nhau. Bốn đại hiển Chattaro Maha Puta Anyabanyan Sahaja Tapajiye Tapajiyo, bốn đại hiển nó cũng trợ lẫn nhau bằng câu sinh duy vậy. Nhưng mà bốn đại hiển đó với sắc y sinh đó, thì nó không thể trợ lẫn nhau được, nó khác nhau ở chỗ đó. Tâm và tâm sở, một quẩn trợ ba quẩn, ba quẩn trợ một quẩn, hai quẩn trợ hai quẩn được. Nhưng mà sắc đại hiển với sắc y sinh đó, thì sắc đại hiển trợ cho sắc y sinh được, nhưng mà sắc y sinh không có trợ cho sắc đại hiển, nó không trợ ngược lực. Cái đó là cái điểm khác thôi. Đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi mà Thượng Tọa Gia Đẳng vừa nêu Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính kính Thư Tòa Thư Sư. Bạch Thư Tòa Thư Sư, chúng ta nói đến tâm pháp thì giữa tâm và tâm sở thì nó đồng sanh đồng diệt. Nhưng mà cái tính cách mà đồng sanh đồng diệt nó có áp dụng đối với sắc pháp không? Có khi nào mà ở trong sắc pháp đó, ở trong một bọn sắc hay trong một nhóm sắc đó, nó sanh cùng sanh nhưng mà khi nó diệt thì có cái diệt trước diệt sau, nó có như vậy không? Hay là nó cũng đồng sanh đồng diệt cái kiểu như là chúng ta nói trong tâm pháp? Xin kính thưa Tổ Quan Hỷ trở lại. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, nếu mà nói sắc bọn thì đương nhiên đồng sanh là đồng sanh hết 10 thứ sắc đó, hay 8 thứ sắc và 11 thứ sắc đó. Và hãy khi diệt thì đồng diệt, chứ không thể một bọn sắc đồng sanh lên rồi có thứ đồng diệt. Bởi vì ở đây khi mà khởi trong một bộ ca la bán, nó cũng là ekapada đồng sanh,
Ekanirodha đồng diệt. Sắc pháp nó cũng trồng sanh đồng diệt trong một bọn, cho nên không thể có cái nào đó còn sống sót lại kéo dài hơn chút, không có. Thì vấn đề này ở trên đã được nói đến. Xin tỉnh thượng tọa trở lại với câu hỏi khác. Nhưng mà thưa tổ sư, khi mà chúng ta nói về khổ biểu tri thì lời nói là khổ biểu tri, nhưng mà cái sự biện đài như là nói hay, nói nhẹ nhàng dễ nghe, hay là lời nói có sức quyến rũ và vật, thì cái đó là do tâm hay là do sắc? Có sắc nào mà nó khiến cho cái lời nói trở nên nhu nhớ dễ nghe, hay là cái lời nói mà có sức thuyết phục đó là nó do tâm hết? Xin kính thỉnh thượng tọa quan nghĩ cho một vị kiến nghị. Kính bạch chư tăng kính thưa quý vị, đã gọi là sắc hữu biểu tri, nó là thụ sắc tâm chitta chát rupa, sắc do tâm sanh. Đã là sắc do tâm sanh thì nếu ở tâm đó là cái tâm đại thiện hợp trí thì tạo ra cái khẩu biểu tri, thì đương nhiên cái đó nó thuộc về sự biện tài. Cho nên cái sự biện tài này đó, đó là đặc điểm của tâm thức mẫn tiệp. Nhưng mà nó phải kinh qua khẩu biểu tri. Bởi vì nếu chỉ có cái đầu óc mẫn tiệp nhưng mà im lặng, không có nói, không có trình bày, không có thuyết phục người khác bằng cái lời nói được, thời như vậy cái tâm mình suy nghĩ sáng suốt, cái đó chỉ gọi là trí tuệ thôi, chứ không phải là sự biện tài. Và hãy gọi là sự biện tài thì phải phối hợp của cả cái trí tuệ mẫn tiệp và khẩu biểu tri. Mà nếu nói chính xác thì phải là khẩu thân biểu tri, chứ miệng nhép nhép như vậy nhưng mà nó không có phát, nó phát thành lời thì nó không có thành khẩu biểu tri đâu, không làm cho người khác hiểu. Đó là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi số 3 như vậy. Xin tỉnh thượng tọa trả lời. Sa thú cái trường thưa tòa thưa sư, bậc thưa tòa thưa sư, theo thắng pháp á, thì cái gọi là khỏe mạnh khang kiện và cái sự suy yếu bệnh hoạn đó, nó được nói ở trong sắc pháp, được nói như thế nào? Phải chăng là nó chỉ đơn thuần là có sắc linh hoạt hay là không có sắc linh hoạt không, hay là chúng ta có một cái
phần nào của sắc pháp mà đọc, để nói về cái sự cường tráng của cơ thể hay là cái sự suy yếu của sức khỏe không? Xin cái tên tư tụng nghĩ trở lại. Xin thượng tọa nêu cái câu hỏi ra bên ngoài. Ở đây thưa quý vị, sắc thứ tiết thì nhiệt lượng nó tùy khi mà mình có sức khỏe, cơ thể khang kiện thì cái thân nhiệt của chúng ta nên điều hòa, không nóng quá mà cũng không lạnh quá. Còn khi nào mà quá nóng hay là quá lạnh thì trong trường hợp này nó là cái sự bệnh hoạn qua sắc pháp. Khi nãy chúng tôi thấy hai cái câu thảo luận nó có cái sự khác nhau, sao bây giờ lại câu khác nữa? Bây giờ chúng ta thống nhất lấy cái câu nào? Còn thảo luận 4, Thắng Pháp đề cập gì về sự khang kiện hay bệnh hoạn và sắc pháp? Thưa quý vị, cái vấn đề này chúng ta lại nói liên quan đến cái vấn đề nghiệp. Như ở trong bài kinh Tiểu Nghĩa Phân Biệt Trung Bộ, Đức Phật Ngài có dạy rằng nè, những người nam hay người nữ mà hay đánh đập đả thương người khác, làm cho người khác đau đớn, thì do cái hạnh nghiệp đó, chết sanh xuất địa ngục, nếu trở lại là người thì sẽ là người bệnh hoạn. Nếu người nào không có ác ý đánh đập đả thương chúng sanh khác, không làm cho người khác khổ, thì do cái hạnh nghiệp này chết sanh về cõi trời, nếu trở lại là người thì sẽ là người khỏe mạnh. Thì như vậy cái sự khang kiện hay bệnh hoạn qua sắc pháp
là do cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện vừa đã tạo trong quá khứ, mà nó có liên quan đến cái thân hành kaya samadana. Ở đây không thể có một cái điều, sự kiện mà chúng ta chỉ lấy một khía cạnh đó để mà chúng ta bàn luận, mà chúng ta cần phải biết rằng nó có cái sự liên hệ đến nhiều khía cạnh. Muốn nói cái gì và nói ở đâu, như chúng ta cũng có thể đặt câu hỏi như thế này: chúng ta nói cái sắc mà có cái sắc đặc biệt đó, cái sự khang kiện hay là cái sự bệnh hoạn của chúng sanh là do cái sắc đặc biệt có hay là không có, hay là còn cái nguyên nhân gì khác, thì chúng ta mới trả lời rằng dính do cái nghiệp chúng sanh trong quá khứ. Cái đó là nói chung. Còn mà nếu nói riêng thực tại đó, thì nó do cái sắc quy tiết thích hợp hay là không thích hợp, hoặc là do sắc vật thực thích hợp hay là không thích hợp mà nó tạo nên sức khỏe, nó tạo nên cái sự khang kiện của thân, hoặc là sự bệnh hoạn của thân. Cái đó nó tùy theo ba: do nghiệp, do nhiệt lượng và do vật thực. Thì đó là câu trả lời của chúng tôi cho câu thảo luận 4 của thượng tọa Giác Đẳng Quỳnh Liên. Nam mô Bổn Thầy. Xin cần lưu ý các vị MC, chúng ta hãy lắng nghe, bởi vì khi thượng tọa Giác Đẳng hỏi chúng tôi câu hỏi nào đó, đa phần là cái câu hỏi trực tiếp được, không có lấy câu hỏi ở trong bài. Cho nên chúng ta đừng có lấy ở trong bài mà chúng ta copy đem ra. Bài học của chúng ta nhiều khi hỏi trong bài đề câu hỏi khác, nhưng ở bên ngoài thì hỏi câu hỏi khác. Sa thú cái trình từ tòa từ sư. Bạch sư huynh, bây giờ phần còn lại của chương trình ngày hôm nay thì sư đệ sẽ phụ trách để sư huynh nghỉ cũng một tiếng rưỡi đồng hồ rồi. Dạ. Kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta vừa nghe thư tổng tự sư giảng về sự phân nhóm các sắc. Chúng tôi lưu ý là ở tại đây có một cách dùng từ, mà cách dùng từ đó nó dễ tạo cho chúng ta có cái sự ngộ nhận. Cái chữ mà chữ bọn á, bọn sắc á,
mà trong tiếng Phạn gọi là Rupat Kalapat, chữ bọn sắc là do Ngài trên sự dịch. Và cái chữ bọn mà theo cái chữ mà chúng ta xài ở bên ngoài đó thì nó hơi thô một chút. Dạ. Ví dụ như là bọn ăn cướp hay bọn này bọn kia, chúng ta gọi một nhóm người mà trong đó cái cách gọi hơi khinh thị, chúng ta dùng cái chữ bọn. Nhưng mà trong cái ý nghĩa mà Ngài trên sự đó, mà Ngài muốn dùng cái chữ bọn ở đây thì Ngài muốn dùng đó là một cái cụm sắc hay một cái nhóm sắc nó đi chung với nhau. Dạ, một nhóm đi chung với nhau. À, nó đi chung dĩ nhiên là nó có sự liên quan mật thiết. Nó đi chung dĩ nhiên là nó có một cái tính cách cần với nhau. Thí dụ như chúng ta nói một băng đảng. Một băng đảng có nghĩa là có đầu đảng, rồi có các cái tay em ở dưới, tay đàn em ở dưới, thì gọi là một băng đảng, tức là một nhóm nó phải đi chung với nhau. Nó không có thể nêu một cách riêng lẻ được. Thưa quý vị, về điểm này đó, chúng tôi phải nói thêm, đó là chúng ta rất là dễ ngộ nhận nghĩ rằng khi mà nói một bọn sắc hay là một nhóm sắc hay là một cái cụm sắc pháp đó, thì chúng ta nghĩ rằng nó có nhiều cái loại sắc khác nhau. Không nên hiểu như vậy. Cái cách hiểu truyền thống mà chúng ta học trong kinh điển Phật giáo đó, đó là mình nói một con bướm, thì một con bướm nó có nghĩa là gồm có cánh bướm, có nghĩa là cái màu sắc con bướm, có nghĩa là con bướm nó là cái cách lượn bay của con bướm. Một con bướm là một cái chữ nó dùng tổng thể nhiều thứ, chứ không riêng về cái đầu, cái cánh hay một phần hay một cái hoạt động nào đó, mà chúng ta chỉ nói con bướm. Thì sắc pháp cũng vậy, và tâm pháp cũng vậy. Ở trong Phật giáo đó, thì khi mà chúng ta đề cập đến dù là cả những hiện tượng ở trong thế giới này, thì cái hiện tượng nó có cái đặc tính mà trong kinh gọi là hỗn hợp. Mà các ngài ngày xưa đó, các ngài không dùng chữ hỗn hợp, bằng các ngài dùng gọi là tập hợp. Tập hợp cũng thật ra nó là chỉ, chúng tôi cũng không có muốn xài cái chữ này lắm, tại vì ở trong quân đội gọi là tập hợp, tức là mọi người tập trung lại để có một buổi tập hợp. Ở đây chúng ta dùng chữ hỗn hợp, tức là một cái dung dịch chẳng hạn, mà nó pha lẫn nhiều thứ rồi chúng ta gọi là hỗn hợp. Thì trong một cái sự hỗn hợp của danh pháp và sắc pháp đó, nó có nhiều cái thành tố. Thí dụ như trong một cái tâm nhãn thức, thì nó tối thiểu cũng phải có xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạng căn, tác ý. Và ở trong một cái sắc của sắc pháp, và ví dụ chúng ta nói về cái nhóm cái sắc thần kinh, sắc thần kinh nhãn, thì không đơn thuần có sắc thần kinh nhãn, mà trong đó nó có thần kinh nhãn, sắm tất tám sắc bất ly, sắc vật thực, thí dụ như vậy. Thì những cái thuộc tính này của một cái đơn vị sắc pháp, bất kể là một hạt vi trần hay là một hòn núi, nó đều là một sự hỗn hợp của nhiều thành tố, như là chúng ta biết ngày nay về vật lý cũng bị hịch như vậy, là giống bị hịch như vậy mà thôi. Và chúng ta nên nhớ rằng khi mà chia thành nhóm sắc thì đầu tiên người ta cũng dựa vào cái nhân sanh của sắc mà ra. Dạ, nhân sanh của sắc đó là nghiệp, đó là tâm, đó là diệt lượng, và đó là dưỡng tốt. Thì cái sự phân loại sắc này đó, nó có cái tính cách như là cái sự phân loại trong khoa học ngày nay ở một số phương diện, và một số phương diện khác thì không giống. Cái phương diện mà không giống với khoa học ngày nay đó là đặc biệt là Phật giáo nói đến cái hiện tượng của vật chất. Mà hiện tượng vật chất đó, nó chiêu cảm qua hai thứ là nghiệp và tâm. Thì ở đây chúng tôi cũng phải nói thêm một chút nữa là
Phật giáo rằng nghiệp, nhưng mà đằng sau cái nghiệp đó, đó là cái chủ tâm tạo tác. Và do vậy một số các nhà học Phật có một cái đưa ra lý giải rằng như vậy là tâm là một cái chủ, là đứng sau hết, nhất thế pháp di tâm đạo. Nhưng mà chữ tâm và nghiệp ở đây nó hoàn toàn là hai yếu tố khác nhau. Dĩ nhiên là nghiệp có liên quan đến tâm, nhưng mà nghiệp ở đây là nghiệp quá khứ. Nghiệp ở đây theo Trung Kinh dạy gọi là nghiệp dị thục. Còn cái sắc tâm mà chúng ta đề cập ở đây là cái biểu hội lộ của tâm hiện đại và cái tâm đang có ở đây. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là khi chúng ta nổi cơn bực tức lên thì cái hơi thở của chúng ta nó dồn dập, nó ngắn, chúng ta thở hổn hển, chúng ta cảm thấy khó thở nữa. Thì cái sự khó thở, thở hổn hển đó, nó gọi là sắc tâm. Nhưng mà nó không gọi là sắc nghiệp. Tại vì cái sắc tâm đó, nó là một cái hệ ảnh hưởng cái hệ quả trực tiếp của cái tâm lý lúc đó. Dạ. Còn cái sắc nghiệp đó, nó lại là một cái sắc nghiệp di thục. Di thục ở đây tức là di thời di thục. Nghĩa là do cái nhân nào ở trong quá khứ, mà cái nhân đó hoàn toàn khác chứ không phải là hiện tại, sanh ra cái quả hiện tại ở đây. Thì bây giờ thế nào là cái quả di thục? Nó khác với cái phản ứng tâm lý hiện tại. Cái quả di thục đó là cái gì đã được tạo ra ở trong một thời điểm nào đó mà bây giờ nó khác hẳn hoàn toàn với cái thời gian kết quả này. Chúng tôi lấy một cái thí dụ như vậy, là mình nói là mình đi tu. Do mình đi tu thành ra mình cạo đầu mặc y, thì cái đầu cạo đầu mặc y đó không phải là cái quả di thục của sự đi tu. Dạ. Cái cạo đầu đi tu á chỉ là một cái sự biểu hiện trực tiếp ngay lúc đó. Mà cái quả đi tu á là do mình đi tu nhiều năm nhiều tháng trong chùa, do vậy mình có cái công đức này nó thể hiện ở một cách khác. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mà chúng ta nói là sa môn quả, đó là một chuyện khác. Hay là chúng ta nói rằng cái hột xoài gieo xuống mà nó lên cái thân cây xoài con, thì cái xoài con đó không phải là cái quả của hột xoài, mà cái quả hột xoài nó phải là một cái tiến trình hoàn tất. Là hột xoài nó sinh ra, cái trái xoài nó có hột xoài, hột xoài nó nảy mầm sinh ra cây xoài, cây xoài tạo thành cái xoài lớn, cây xoài lớn nó tạo ra hoa, rồi nó đơm hoa, rồi nó kết trái, và trong cái trái nó có cái hột, thì như vậy nó hoàn tất một cái chu kỳ. Chúng ta gọi đó quả, mà quả của nghiệp. Thật ra ở đây khi mà chúng ta nói về sắc nghiệp và sắc tâm đó, thì chúng ta đừng lý luận nói rằng ô như vậy nghiệp là cũng do tâm tạo, như vậy tất cả do tâm tạo. Không, cái sắc nghiệp và sắc tâm ở đây là hai cái cách nói rất là khác nhau. Sắc tâm là một cái biểu hiện của sắc pháp mà trực tiếp do cái trạng thái tâm trong hiện tại cái biểu hiện này, ví dụ như là cái tâm mình đang mắc cỡ thì mặt mình đỏ lên, hay là mình lỗ tai mình nóng lên, hoặc giả là cái tâm mình đang vui vẻ thì cái thân mình cảm thấy nó nhẹ nhàng, hoặc giả là cái tâm mình nó đang bị ưu sầu chuyện gì đó thì cái thân mình cảm thấy nặng nề, gọi là bước chân lê lết chẳng hạn, thì cái đó gọi là sắc tâm. Nhưng sắc tâm đó không tính là sắc nghiệp. Chúng tôi nhắc lại là sắc tâm đó, nó là một cái sự thể hiện trực tiếp hiện tại. Còn cái gọi là sắc nghiệp đó, nó là kết quả của cái nghiệp dị thục, cái nghiệp dị thời, nghiệp dị thời trong quá khứ, dị thời dị thục tức nghĩa là nó khác thời gian mà thành tựu. Như hồi nãy Thượng Tọa Từ Siêu có đề cập đó, là nếu một người kiếp xưa mà thường đánh đập đả thương chúng sanh khác, ở trong đời này sanh ra bệnh hoạn, ương yếu, thì cái đó gọi là quả dị thục của sắc nghiệp. Thì cái sự bệnh hoạn đó là sắc nghiệp. Nhưng mà nếu trong hiện tại, vì chúng ta ở trong lòng rất là vui, và rất là vui nên chỉ cái thân mình cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy thư thới, thì cái sự thư thới nhẹ nhàng của thân bây giờ không gọi là sắc nghiệp, mà nó là một thứ sắc tâm. Cái này là cái mà chúng ta phải phân biệt, và phân biệt rất rõ. Bây giờ thưa quý vị, có hai cái
hai cái nhân sanh sắc khác mà chúng ta cũng rất là dễ lầm lẫn với nhau, đó là về cái nhượng và dưỡng tố, mà ở đây gọi là quý tiết và vật thực. Thì khi mà hôm tuần rồi đó, chúng tôi có nói là nhiệt lượng ở đây tức là cái nóng lạnh. Cái nóng lạnh này nó có nhiều cái tác động lên các sắc pháp. Cái nóng lạnh đó nó có thể duy trì cho vật chất được lâu hơn. Cái nóng lạnh nó có thể có những cái tác động, mà những cái tác động này nó tạo thành một thứ mà chúng ta gọi là năng lượng. Thật sự mà nói thì ở trong vật lý ngày nay đó, thì nhiệt lượng đó là năng lượng. Nhiệt lượng là năng lượng. Chứ tôi lấy một cái ví dụ như là chúng ta có về cái, người ta có cái khả năng lấy cái sức nóng của ở dưới lòng đất gọi là nhiệt điện. Nhiệt điện tức là cái sức nóng sâu ở lòng đất có thể biến cải thành điện năng, có thể thành điện lực. Và ở đâu có cái ma sát, như cái ma sát của bánh xe đạp á, nó cũng có thể tạo ra điện. Nhưng mà do sự ma sát nó tạo ra cái sức nóng. Thỉnh thoảng chúng ta xài một vài thứ, hiện tại bây giờ có những cái loại lò mà đốt củi, mà lò đốt củi đó họ lấy cái sức nóng đó họ tạo thành điện, và điện có thể sạc qua USB được. Thì ở đây cái vai trò của nhiệt độ chúng ta gọi là nóng lạnh, nhưng nói chung là nhiệt lượng hết, nhiệt lượng cao và nhiệt lượng thấp thôi. Thì cái vai trò nhiệt lượng là tạo ra năng lượng. Nó nhiệt lượng là năng lượng. Thì cái nhiệt lượng này đó, nó không phải là một thứ dưỡng tố. Nó không phải là một thứ dưỡng tố. Dưỡng tố đó là những chất dinh dưỡng, mà chất dinh dưỡng đó vốn tự nó có cái khả năng nuôi dưỡng pháp khác. Thí dụ như chúng ta nói về chất khoáng, chúng ta nói về sắc, chất sắt, chúng ta nói về fiber, chúng ta nói vitamin A, vitamin B, chúng ta nói về những chất đạm ở trong thực phẩm của chúng ta chẳng hạn, thì cái là dưỡng tố. Và cái dưỡng tố này chúng ta nên hiểu rất là rộng. Và cái dưỡng tố đó nó không hẳn là nói về nhiệt lượng. Dưỡng tố và nhiệt lượng hai cái khác nhau, mặc dù cả hai đó nó đều có một cái vai trò nhất định trong cái sự duy trì, trong cái sự duy trì cái sự tồn tại của vật chất. Và có một cái yếu tố khác mà chúng ta phải nói đến ở đây, mặc dù không được kể là cái nhân sanh sắc pháp, nhưng mà nó lại thừa hưởng rất nhiều về bốn cái nhân sanh sắc pháp, đó là sắc mạng quyền. Sắc mạng quyền. Chúng tôi nhớ rằng có những lần mà chúng tôi đi tụng kinh tụng kinh hộ niệm cho một người Phật tử sắp hấp hối. Và khi người đó họ sắp hấp hối, họ gặp chúng tôi đó, thì họ rất là hoan hỷ. Họ đưa tay lên, chúng tôi nắm tay người đó. Và khi người đó họ trút hơi thở đó, thì chúng tôi có cảm nhận ngay lập tức là khi cái tâm thức lìa bỏ thân xác đó, thì cái hơi ấm nó biến mất và tay của họ bắt đầu lạnh. Thì thưa quý vị, cái di thể của họ nằm đó đó, nhưng mà cái sắc mạng quyền đã mất, về đó nó đã bắt đầu nó mai một đi. Và khi cái sắc mạng quyền mai một đi, có nghĩa là chất ấm không còn nữa, tâm thức không còn, chất ấm không còn, sắc mạng quyền biến mất, thì nó trở lại thành một cái chúng ta gọi là một cái thi thể, hay là một cái di thể, cái xác còn lại. Mà cái xác đó chẳng những không có tâm thức, không có sắc ấm, mà mất luôn cả sắc mạng quyền. Thì cái sắc mạng quyền này đó, ở trên căn bản đó, là nó được duy trì bởi rất là nhiều yếu tố. Ở đó đó, bao gồm cả nghiệp, bao gồm cả tâm, bao gồm cả nhiệt lượng, tức là chất ấm, và bao giờ gồm cả dưỡng tố. Cái này là điểm rất là thú vị khi mà chúng ta học về sắc pháp.
Chứ tại sao cũng cái thân người đó mà 30 giây trước á, thì nó nóng mà bây giờ nó lạnh, cũng cái thân người đó mà 30 phút trước á, thì máu còn thử lưng lưu lên tim lên ống và bây giờ là nó đóng cứng lại. Bởi vì sao? Bởi vì cái sắc pháp đó đó nó không còn có được cái sự sự trợ giúp, tác động, sự tương tác đối với nghiệp, đối với tâm, đối với nhiệt lượng và đối với dưỡng tố. Dạ. Nó giống như là một cái system bị cắt đứt hoàn toàn, thì nó tạo ra cái trường hợp như vậy. Thì bây giờ cái vị hỏi rằng chúng ta có bốn cái nguyên nhân tạo sắc pháp, và do vậy chúng ta có chia thành bốn cái phần. Bốn phần này tức là sắc do nghiệp, sắc âm, sắc do quý tiết, sắc do vật thực. Và ở trong bốn phần này nó có những bọn, những nhóm. Và bọn nhóm nó đi với nhóm này, nhóm kia, nó có bao nhiêu sắc. Thật ra thì chúng tôi rất là sợ quý Phật tử hiểu lầm khi mà chúng ta dùng chữ bọn, tức là một lúc nó xuất hiện nhiều sắc. Thật ra nó có một loại sắc thôi. Nó, thí dụ sắc thinh cửu, và sắc thinh cửu nói về sắc âm thanh, thì sắc âm thanh cần có bao nhiêu đơn vị vật chất đó. Nó tương tự như là mình bày lên món, mình gọi cái món này món trà, món này món cà phê, nhưng mà trong trà đó thì nó có nước, nó có trà, nó có hoa lài, nó có đèn kia, nhưng mà nó gọi tự chung là trà. Nó cùng là một nhóm, một khối, nó tạo thành một cái cá thể, và cá thể thì do nhiều thành tố hợp lại. Thì khi mà chúng ta học vào phần sắc pháp mà Thượng Tọa Từ Siêu vừa trình bày đó, thì quý vị nghe có nhiều đoạn mình nghe nó hơi mệt, tại vì có nhiều con số, và những con số đi chung với nhau. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà chúng ta học những cái phần tiếp theo, đặc biệt là về hệ đó, thì những cái sắc pháp được đề cập hầu hết là đều gặp đến bọn sắc, tức là một cái cụm sắc pháp, nó một cụm, một bọn, một nhóm á. Mình nghe có nhiều, nhưng là nó chỉ là một thứ sắc, một thứ sắc mà ở trong nó có nhiều thứ sắc. Ví dụ như chúng ta nói rằng sắc giới tính, tức là nam tính hay nữ tính, hay là sắc thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, nó không phải tồn tại một mình nó, mà ở trong đó luôn luôn nó có căn bản của đất nước lửa gió, rồi nó có những thứ khác nữa trong tám sắc bất ly, như là màu, mùi, vân vân. Thì quý vị Phật tử học thánh pháp cần có một cái kiên nhẫn như vậy, là ở một cái phần nào đó của giáo trình thì nó rất khác với kinh tạng, là chúng ta nghe hấp dẫn hết. Và dĩ nhiên chúng ta nghe nó lộn nhộn, giống như là nó có nhiều thứ nó rời rạc với nhau. Như hôm nay chúng ta học về những cái bọn sắc, và những bọn sắc tức là mình nghe những con số, nghe nhóm, nhưng mà tên của những bọn sắc này sẽ được dùng cho cái phần, những phần tiếp theo sau này. Khi mà chúng ta học về duyên hệ chẳng hạn, chúng ta không thể học đơn lẻ từng sắc pháp được. Thì điều này chúng tôi cũng tạm gọi như là trong trong cái ngành dinh dưỡng ngày nay, người ta có phân loại các loại dinh dưỡng, có thuộc loại chất khoáng, có những loại thuộc về sinh tố, có những loại về đạm tố, vân vân. Thì cái đó là cái bắt buộc chúng ta phải nhớ thôi, và nhiều khi nó rất là khô khan, nhưng mà chúng ta học nó sẽ có lợi về đường dài cho tất cả chúng ta. Nếu chúng ta muốn đào sâu hơn, đi xa hơn ở trong môn thất. Và sau cùng của buổi học ngày hôm nay đó, thì chúng tôi muốn nhắc tất cả quý Phật tử rằng nó có những cái sự khác biệt rất lớn giữa danh pháp và sắc pháp. Dạ, giữa danh pháp, sắc pháp. Ví dụ như là ở trong danh pháp, mỗi lần tâm sanh khởi chỉ một cái tâm ở mỗi một chúng sanh, và không thể nào một tâm mà biết được hai cảnh một lúc. Nhưng mà trong sắc pháp
thì cái sự tồn tại của cái thân của chúng ta đó không phải một lúc mà nó chỉ có một sắc, mà nó có nhiều thứ sắc. Dạ, nó có nhiều thứ sắc, và nhiều thứ sắc đó nó có nhiều cái vai trò khác nhau. Thành ra trong một cái thời điểm như là chúng tôi đang nói quý vị đây, dạ, sáng hôm nay chúng tôi đang nói quý vị đây, thì trong sắc pháp đó, có một số những cái sắc như là chúng tôi vừa nói thì chúng tôi vừa nghe, tức là chúng tôi vừa sử dụng sắc thần kinh. Nhưng mà rồi trong lúc chúng tôi đang nói thì chúng tôi cũng đang ngồi, thì ở trong đó có sắc để điều khiển cái tư thế ngồi. Và trong cái điều khiển tư thế ngồi thì có một thứ sắc khác, gọi là kiềm vững quay nghi. Nó là một thứ sắc tâm khác, gọi là sắc tâm kiềm vững quay. Nếu không có sắc tâm kiềm vững quay nghi thì chúng tôi không thể ngồi thẳng, mà chúng tôi sẽ sụm xuống, sẽ ngã qua một bên, thí dụ như vậy. Và sắc pháp thì nó rất khác với tâm pháp đó, là nó thể tồn tại ở trong nhiều cách khác nhau. Nhưng mà về điểm này thì chúng tôi cũng nhắc quý vị là hồi nãy có lẽ chúng tôi hỏi Thượng Tọa Từ Siêu quá nhanh, nên Thượng Tọa Từ Siêu đôi khi Thượng Tọa trả lời dựa trên một cái nhìn khác. Nhưng mà cái sanh và cái diệt của sắc pháp nó có chút khác biệt đối với tâm pháp. Ở chỗ điểm này, hồi nãy chúng tôi có nói đến một cái sắc chết. Sắc chết thì sắc mạng nguyện biến mất, và cái nhiệt lượng, cái chất ấm biến mất, cái tâm thức biến mất, nhưng mà cái di thể nó vẫn còn đó, và nó phải qua một cái quá trình phân hủy. Quá trình phân hủy đó là ví dụ như là từ cái sắc lạnh rồi nó sang sình trương rồi mục nát vân vân. Không nhất thiết là sắc pháp nó đồng sanh thì nó phải đồng diệt, nó không phải như vậy. Sắc pháp nó sanh một cái tiến trình, mà cái tiến trình đó cái đầu nó có thể bằng với nhau, nhưng mà cái đuôi của nó thì cái gọi là cái dư sót, cái tàn dư của nó đó, thì nó có cái trước cái sau, chứ nó không nhất thiết là nó phải đồng. Có những thứ nó biến mất trước, những thứ nó biến mất sau, chứ nó khác với tâm, nó không giống như là tâm pháp là phải đồng sanh đồng diệt với nhau, nó không phải như vậy. Dạ, nó có cái sự chênh lệch. Có một vị tỳ kheo có nêu lên một câu hỏi rất là thú vị, là khi mà bốn đại mà bị diệt thì bốn đại sẽ đi về đâu? Thì thưa quý vị, trong cái câu trả lời của Đức Phật thì Ngài dạy rằng hiện tượng vật chất hay là bốn đại đó, nó được tạo nên do nhân, do duyên. Và cái nhân, cái duyên đó, đó nó diệt á, thì những pháp đó nó bị tàn lụng. Và nó tàn lụng thì nó cũng nó không tồn tại nữa. Nhưng mà thật ra cái quá trình tàn lụng này nó không đơn giản là tự nhiên nó biến mất. Và tự nhiên nó biến mất, mà nó phải có cái này tàn lụng trước, cái kia tàn lụng sau. Quý vị nhìn thấy giống như là một cái bình hoa mà chúng ta trưng ở trên bàn thờ. Thì đầu tiên là cái hoa nó tàn, tại vì cái tuổi nó chỉ từng chừng đó 5 bữa, 7 bữa nó tàn. Rồi hoa nó tàn, rồi sau đó lá nó tàn. Rồi nếu khô nước thì những cái cọng, những cái thân này nó tàn. Tức là cái suy tàn của sắc pháp đó, nó không có đồng sanh đồng diệt giống như là tâm pháp. Đây là một điểm rất là khác biệt. Nó có cái sự chênh lệch. Dạ, nó có sự chênh lệch rất là rõ. Thì thưa quý vị, cũng phải nói thêm một điều là khi mà chúng ta học vào sắc pháp thì tuần lễ này, ngày hôm nay đó, thì chúng ta học về cái sự phân bọn sắc đó, thì cái đề tài sắp tới là cái diễn trình của sắc pháp. Ở trong tâm pháp thì chúng ta có diễn trình tâm hay là lộ trình tâm. Ở sắc pháp thì cũng có diễn trình tâm, ở diễn trình của sắc pháp. Thì trong phần học diễn trình sắc pháp đó, thì chúng ta phải sử dụng rất là nhiều những cái từ vựng của nhóm, của bọn, của cụm sắc mà chúng ta đã học trong thời gian vừa qua. Và chúng tôi rất mong là quý vị có thời giờ xem đi xem lại, tại vì xem đi xem lại điều đó rất là lợi ích, và rất lợi ích. Dĩ nhiên là nếu quý vị nhớ được các chi pháp, và thí dụ như là tám sắc bất ly,
là gồm có những gì, hay là thế nào sắc tâm được chia bao nhiêu nhóm, sắc nghiệp chia bao nhiêu nhóm, và mỗi một nhóm có bao nhiêu sắc chẳng hạn, thì rất là tốt. Mà càng nhớ nhiều thì chư vị giảng sư nói cho quý vị càng có thể hiểu nhiều hơn. Dù sao đi nữa thì chúng tôi cũng muốn lặp lại một điều mà đây là điều mà chúng tôi đã nói đi nói lại rất là nhiều lần trước kia, đó là chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng học thắng pháp chúng ta chỉ học một lần và ở một vị giảng sư hay là một quyển sách. Thắng pháp đó, phải học đi học lại nhiều lần và được nghe từ nhiều vị giảng sư, đọc nhiều sách đó, thì dần dà cái hình ảnh nó rõ thêm. Nó cũng tương tự như là lần đầu tiên chúng ta đến một thành phố lớn, một thành phố xa lạ, như ví dụ quý vị ở Cần Thơ lên Sài Gòn, thì lên Sài Gòn thì quý vị biết là có lên Sài Gòn đó, nhưng mà không phải lên một lần mà chúng ta biết về Sài Gòn đâu. Chúng ta phải trở đi trở lại nhiều lần thì dần dà Sài Gòn trong chúng ta nó mới rõ nét hơn. Thì học thắng pháp cũng vậy, một lần cũng chưa đủ. Và chúng tôi rất là sợ là có những người khi mà học đó thì nghĩ rằng nó hay hay dở, rõ hay không rõ là do cái bài học ở dù bị giảng sư không. Không có một vị giảng sư nào, không có một giáo trình dạy thắng pháp nào mà một lần mà có thể chuyên chở hết tất cả. Mà tất cả chúng ta đều phải trải lòng ra, chịu khó mở lòng ra để mà đón nhận lần này lần khác, mỗi lần một chút, nghe vị này giảng cái cạnh này, nghe vị giảng cái cạnh kia, thì dần dà chúng ta mới thấm, dần dà chúng ta mới hiểu, và dần dà chúng ta mới nói thì ra cái này được giảng như vậy. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính truyền chư Tôn Đức đã vào rung để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có một cái bài giảng về trong môn Phật học cơ bản, và chúng tôi sẽ là việc phụ trách giáo trình ngày mai. Xin hẹn gặp lại tất cả quý ngài và quý vị. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú làm thay, chúng con thành kính chư ơn từng tòa giấc đẳng. Sa thú làm thay, con nguyện tâm bên nhà thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng viên mãn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, không tu các hành lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đồng học luôn đang là các tường trong chân khắp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, cái chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hộ ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Hóa thành cung quả vì nhân.